Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bài thuốc dân gian trên website mạng y tế vn các bài thuốc chữa. Vì đại tuyến tiền liệt tuyến tiền liệt nằm bao quanh phần trên cùng của niệu đạo. Khi tuyến tiền liệt khỏe mạnh, không gây ra vấn đề gì. Nhưng nếu rối loạn xảy ra trong tuyến tiền liệt, mô trong tuyến này sẽ phồng lên hoặc lớn lên gây chèn ép niệu đạo và ảnh hưởng đến khả năng tiểu tiện. Có ba loại rối loạn có thể ảnh hưởng đến tuyến tiền liệt là viêm vì đại lành tính và ung thư trong đó vì đại lành tính là hay gặp hơn cả theo y học cổ truyền ở người bình thường tiểu tiện thông lợi do sự khí hóa của tam tiêu và có liên quan các tạng tỳ phế thận thủy dịch nhờ sự vận hóa của tỳ sự tuyên phát và thúc giáng của phế đưa xuống thận thông qua khí hóa của thận mà có sự phân thanh giáng chọc chất thanh được đưa lên để đi nuôi dưỡng cơ thể chất chọc đưa xuống bàng quang để tống ra ngoài nếu không vận hành theo đúng quy trình như vậy sẽ xuất hiện chứng long bế. Các biểu hiện của chứng này là dòng nước tiểu yếu, bí tiểu, tiểu tiện ngắt quãng, nước tiểu nhỏ giọt khi tiểu tiện xong, tiểu nhiều vào ban đêm, không thể tiểu hết nước tiểu trong bàng quang, có thể dẫn đến tái nhiễm khuẩn bàng quang và hại thận do nước tiểu ứ động tồn lưu ở bàng quang. Y học cổ truyền chia chứng long bế ra các thể khác nhau, tùy thể mà chữa trị theo các bài thuốc khác nhau. Thể thật âm bất túc, tiểu tiện nhỏ giọt không thông lợi, đau lưng ù tai, lòng bàn tay, bàn chân nóng, gò má đỏ, miệng khát, chất lưỡi đỏ, rêu ít. Bài thuốc Thục địa hoàng 15g, hoài sơn 9g, phục linh 9g, đan bì 9g, sạch tả 9g, sơn thù nhục 6g, ngưu tất 9g, sơn tử cô 6g, sa tiền tử 15g, bọc sắc, hạ khô thảo 30g, sắc uống ngày 1 thang. Thể thất nhiệt Tiểu tiện không thông lợi, nước tiểu vàng, bụng dưới chướng đau, đại tiện táo, miệng đắng và dính, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng nhớt, Bài thuốc: Biển súc 9g, Cù mạch 9g, Sơn chi 12g, Đại hoàng 3g cho sau. Mộc thông 9g, Sa tiền tử 15g, Bọc sắc, cam thảo 6g, Phục linh 9g, Tỳ giải 12g, thương chuột 9g. Sắc uống ngày một thang. Thể ứ trệ, tiểu tiện nhỏ giọt đái rắt hoặc bí tiểu. Tiên nước tiểu nhỏ không mạnh, bụng dưới chướng đầy, chất lưỡi tím tối hoặc có ban, điểm ư huyết. Bài thuốc, đại hoàng 3 gam, cho sau. Đương quy vị 12 g Sinh địa 12 gam, sơn xuyên giáp 9 gam, đào nhân 9 gam, biển xúc 9 gam, cù mạch 9 gam, ngưu tất 9 gam, hoàng kỳ 15 gam. Sắc uống ngày một thang. Thể trung khí hạ hãm. Lượng tiểu ít mà không thông người mệt mỏi, ăn không ngon, đoạn hơi, đoạn khí, chất lưỡi nhạt, rêu, lưỡi trắng mỏng. Bài thuốc, đẳng dâm 15 g trích hoàng kỳ 15 g bạch chuột 10 g trích cam thảo 6 g trần bì 6 g thăng ma 9 g xài hồ 9 g tỳ giải 9 g biển súc 9 g mục thông 9 g sắc uống ngày một thang, thể tỷ thận đều hư, tiểu tiện dắt, đi không hết bãi, tiên nước tiểu không mạnh, lưng gối mỏi yếu. Sắc mặt trắng bệnh, tinh thần mệt mỏi, chân tay lạnh, chất lưỡi bẹo nhạt có vết ấn răng. Bài thuốc, đẳng dâm 15g, trích hoàng kỳ 15g, trạch tả 15g, nhục quế 3g, cho sau, phục linh 12g, sa tiền tử 15g, bọc sắc, xuyên sơn giáp 15g, đào nhân 12g, hồng hoa 12g, vương bất lưu hành 9g. Sắc uống ngày 1 thang. Theo SK và The DS, nội dung bài viết đến đây là kết thúc mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế để theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe